Chào các bạn, chúc các bạn có một ngày mới thật là an lành nha các bạn, bên cạnh người thân của mình. Các bạn ơi, hôm nay mùa giãn cách là giãn cách mà ăn là vẫn cứ ăn, mà ăn cái gì cho có lợi cho sức khỏe nha các bạn. Đây là măng cụt, con mình nó mua online nè. Mua online thì có tài khoản thì chuyển tiền vô tài khoản rất là hay các bạn. Nó mua 2 kg măng cụt mà có 100 ngàn à. Đó. Rồi gửi đem đến trước cửa bảo vệ mình xuống mình lấy, còn tiền bạc thì tính sao các bạn. Bây giờ mình trước khi mình ăn măng cụt thì mình phải tìm hiểu về măng cụt nha các bạn. Thì theo mình thấy thì măng cụt á, còn có cái tên là Wikidia, là loại trái cây nhiệt đới, nhưng mà nó nhiều nhất là ở vùng Đông Nam Á. Đông Nam Á là những cái nước mà lân cận mình đó các bạn. Thành phần đạm, béo, calori, hydrat, carbon, chất xơ, canxi, sắt, phosphor, C và những vi lượng khác. Mình nói là tiêu biểu những cái chất mà nó nhiều nhất thôi nha các bạn, còn rất là nhiều chất khác nữa, bởi vì nó là một cái trái cây có nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có những cái tác dụng phụ nếu ta dùng sai cách. Thì ở đây mình muốn tìm hiểu về nó để mình ăn sao cho đúng cách nha các bạn. Thì những cái yếu tố dinh dưỡng của nó, những cái công dụng của nó mình nói trước nha. Công dụng của nó thứ nhất là ngăn ngừa ung thư, thứ hai là chống viêm, giảm đau, thứ ba là giúp tăng cường đề kháng. Mùa này ăn rất là tốt đó. Con mình nó nghiên cứu để nó mua ăn cái mùa Covid đó các bạn, cái gì mà tăng đề kháng là nó mua. Chống vi khuẩn, nấm, dị ứng đó. Vô hệ rồi đó. Chống oxy hóa và bệnh ngoài da như chàm, mụn, vẩy nến, nấm, chống ung thư da. Rất là hay ha các bạn ha. Thứ tư là tăng cường hệ miễn dịch. Bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngăn ngừa tiểu đường, cải thiện sinh lực, giảm cân. Rất là hay, mùa Covid này ăn cho nó có tăng đề kháng nữa nha các bạn. À, nó là chống lại hệ miễn dịch đó, giảm cân, ngăn ung thư. Nhưng mà khi mà tiểu đường nữa nè, giảm cân, tiểu đường, ung thư, nhồi máu cơ tim. Nhưng mà mình không nên ăn quá nhiều, gây nên một số vấn đề dị ứng nhẹ như là nổi mề đay, da mẩn đỏ, sưng ngứa. Ở những người nhạy cảm, sưng môi hoặc là tức ngực. Nhưng mà nó cũng có một cái lợi ích là can thiệp quá trình đông máu, hợp chất xanthon trong măng cụt có thể gây cản trở quá trình đông máu nha các bạn. Đó là những tác dụng phụ mà nó cũng hơi lớn đó, nó hơi quan trọng, cho nên mình mới mới tìm hiểu về nó. Không nên ăn sau khi phẫu thuật, có thể làm gây chảy máu, có nghĩa là nó làm cho loãng máu nè. Sau khi phẫu thuật thì không nên ăn nó, chứ đừng có mình mua cái này vô mình cho người bệnh mà sau khi phẫu thuật ăn là cái đó không nên rồi nha các bạn. Nó cứ chảy máu hoài, và nó có một cái tác dụng phụ nữa là mình ăn nhiều nó sẽ dị ứng, nó dễ gây mẫn cảm. Nhưng mà đối tùy theo cơ địa thôi, chứ không phải ai ăn cũng dị ứng nha các bạn. Nhưng mà cái vấn đề mà can thiệp quá trình đông máu là nó làm cho loãng máu, đó mới là cái vấn đề quan trọng. Sưng môi hoặc tức ngực thì cái chuyện đó nó sưng rồi, nó tức rồi thì nó sẽ hết thôi. Nhưng mà mình mới mổ mình ăn nó thì mình cũng hơi sợ đó các bạn, bởi vì nó lại là chảy máu hoài, không có cầm máu được đó, nó làm cho loãng máu đó. Đó là những cái tác dụng phụ mà mình đáng đáng được lưu ý, đáng lưu ý. Bây giờ mình tách ra ha, rồi mình nói hồi xưa bà già mình dạy mình là khi đi mua măng cụt á các bạn, khi đi mua măng cụt mình chọn cái trái măng cụt như thế nào mà cho có nhiều muối. Thứ nhất á thì mình thấy cái vỏ nó là không có bị
không có bị chai nhiều các bạn, nó không có bị sượng nhiều nha. Thứ nhất là không có bị sượng nhiều, thứ hai là nó như thế này nè các bạn, mẹ mình dạy mình vậy đó, mình bóp nó đều, nó mềm đều nè, nó không có bị sượng sượng như thế này, nó không có chảy mủ đó. Thứ hai là cái muối, cái phần muối ở nhỏ ở đây nè các bạn, đây nè, nó nhiều thì ở trong muối là nhiều, thì ở đây mình tính là 7 cái muối nhỏ nha, thì ở trong để mình coi cái trái này muối nhiều hay không. Hồi xưa mẹ mình dạy mình từng chút vậy đó các bạn ơi, bây giờ mẹ chết rồi, dạy con mà con có nghe đâu. Đúng rồi các bạn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hãy mà cái đít nó 7 cái muối nhỏ như thế này nè, cái đít nó 7 cái thì ở đây nó là 7 muối nha. Đó là mẹ mình dạy mình như thế đó đó các bạn. Rất là hay ha. Cũng hay đó. Để xé trái nữa coi. Đây là, bây giờ mình đếm thử nha. Và đây là 6 muối nè, 6 muối nè. Thì mình coi ở trong nó có phải 6 muối hay không. Mình nhắc lại nha các bạn, mình nhắc lại những cái mà mình cần cần để biết là cái này là nó chống đông máu nè, nó bị loãng máu đó, sau khi phẫu thuật thì không nên ăn. Đúng là 6 muối đó các bạn. À, hay ha, mẹ mình là cái người nhà quê nhưng mà bà hiểu nhiều lắm các bạn, bà nói đâu là đúng đó à, nhưng mà học cũng không có nhiều nữa, nhưng mà hiểu biết nhiều lắm đó các bạn, thấy không. Đây là 5 muối này, để mình coi cái trái này 5 muối nó ở chỗ nào. Đây nha, đúng là 5 muối các bạn ơi, cái này ít nè, các bạn thấy 5 không, thì cái này nó có 5 muối thôi. Là mình ráp lại cái trái hồi nãy mình ráp lại nè đó. Đó, như vậy là đúng rồi đó, bà nói rất là đúng. Coi như là con đi mua măng cụt phải nhìn ở dưới cái này, nhìn ở dưới cái này là có 5 muối nè, cái trái này thế nào cũng 5 muối à, các bạn thấy không, 5 khía nè, 5 khía này, để mình sẽ thử nha. Mình sẽ thử ra coi có phải 5 khía không. Anh nói khi con mua măng cụt á, thì thứ nhất con coi cái vỏ của nó, cái vỏ của nó mềm đều, nó không bị sượng, thì cái ở bên trong nó không có sượng. Thứ hai nữa là mình nhìn cái muối này mà mình lấy nè các bạn, chứ cái vỏ nó ở cái muối nó, cái vỏ nó là cái nào nó cũng đúng là 5 muối nè, 1 là 2 là 3 là 4 5 nè, các bạn thấy không, rất là rõ ràng luôn. Rồi mình chào các bạn nha, mình chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm về vấn đề ăn măng cụt nha các bạn. À, nó rất là ngon, rất là dinh dưỡng, nhưng mà nó cũng có những cái tác dụng phụ mà mình đáng lưu ý, có những cái tác dụng phụ mình đáng lưu ý, cũng như là nó chống đông máu đó, hoặc là ăn vô mà mình thấy nó ngứa, nó nổi về đây, thì cái vấn đề đó mình uống nước nhiều vô và mình cho nó giải ra bớt thì nó cũng hết à. Hoặc là đó là những vấn đề mẫn cảm đối với những người dị ứng, còn những người không dị ứng thì ăn vô không có sao cả nha các bạn. Dị ứng nhẹ thôi, hoặc là tức ngực, hoặc là sưng môi, nhưng mà cái đó là không thành vấn đề, mà cái quan trọng là cái mà nó làm cho chúng ta loãng máu đó. Bình thường thì loãng máu rất là tốt, nó không, nó chống cục máu đông, nhưng mà mình tránh khi mà mình mổ xẻ đó, đừng nên ăn măng cụt. Mổ xẻ thì người ta còn chích cho máu đông lại để cho mổ nó dễ, nó không có, nó cầm máu dễ, thì mình tránh khi mà mình mổ xẻ thôi. Chứ bình thường là mình ăn nó rất là tốt nha các bạn. Tại vì khi mà máu mình loãng ra đó, nó tránh cái cục máu đông, mà cục máu đông nó dễ đi lên não, nó dễ làm cho mình đột quỵ. Xin chào nha. Chúc các bạn ngon miệng như mình nha các bạn.